chưa biết. Chưa. Không, nó không phải lúc đấy đâu. Chuẩn bị lên tầng 22 nha mọi người. Tầng 22 sẽ là Sky Ocean Pool, tức là hồ bơi vô cực á. Mình sẽ leo lên đó mình chơi. Được không hai em bé của mẹ? Dạ được không? 22 rồi, ra thôi cả nhà, xuống mày đi. Trời ơi, tha hồ bơi luôn cả nhà. Con cầm khăn của cô đi. Dạ, cảm ơn em nhé. Em ơi, nó dài, hồ bơi dài bao nhiêu mét? Từ đây tới kia 50 mét à? Ok em. Xuống mày ngồi ra đây đi con, ngồi ra đây đi. Đợi bố lên rồi bơi. Ủa, có bể bơi em bé bên kia hả? Ok em, ok. Cái gì? À, áo phan ton hả? Rồi, mẹ biết rồi, rồi. Rồi, chú Mỹ không chạy nhảy nha chứ. Mọi người ơi, có nhiều bể bơi, bể sụp lắm. Đây là cả nhà, mọi người thấy tắm là mình nhìn tiếp ra bờ biển kia. Rồi, mẹ biết rồi, lát nữa mình lấy áo phao. Mình qua đây mình cho cô chú tham quan một vòng đã nè. Sumi ơi, bể bơi trẻ con bên này nha con. Hồ bơi trẻ em bên này nè mọi người. Đó, đây nè, hồ bơi em bé nè. Hồ bơi em bé không có gì vui hết mọi người. Trời ơi, đứng đây ngắm biển đã quá mọi người ơi. Rồi, con có làm mặt vui vẻ để mình xuống bơi được không nè? Đâu mặt vui vẻ anh sao? Mặt vui vẻ anh sao con gái? Dạ. Trời ơi mọi người ơi, đã quá trời đã luôn nè. Bây giờ nhà mình phải nhảy xuống đây bơi mới được mọi người ạ. Cho em Su Mì với Ton bơi. Hà thích nhất là cái không gian mà vừa bơi vừa ngắm biển như thế này nè. Quá là đẹp luôn á. Thuyền đồ ăn. Dạ. Honey cocktail với lại là burger hả? Dạ, burger. Là mình vừa tắm mình ăn ở trên ok. Trời ơi, mới ăn buffet xong. Em mở đến mấy giờ buổi tối? Dạ, tụi em ví dụ thuyền 6 giờ. Đặt trước tầm 1 tiếng. Tại đặt trước 1 tiếng mới có. Dạ. Tụi em mở từ 10 giờ đến 6 giờ tối. 10 giờ 6 giờ tối. Ok, rồi chị biết. 700k. Đó. Ừ, trời ơi, nhà mình mà chưa ăn buffet là mình đặt một cái thuyền đó được không? Trời ơi, Hùng à, không biết lên đây sớm mọi người ạ. Đây quá đẹp luôn. Bể sụp bên này không có ai nè. Lát nữa anh kêu bố lên đây ngồi nè. Đây là bồn jacuzzi, gọi là onsen jacuzzi mọi người. Phía sau này mình nhìn thấy núi ha. Không biết đây núi gì, lát Hà hỏi em kia. Đây nè cả nhà ơi. Em Ton với Su Mì đang chờ bố nãy giờ để mà tắm. Bể sụp nước nóng đó. Lát nữa ba cha con vô đó sụp. Phía sau này là núi thôi mọi người, bé đó nói là không biết là núi gì, nhưng bên đó là bên Khánh Hòa đó, đảo gọi là đảo Khánh Hòa bên đó. Đây là đèo Hải Vân đây mọi người nha. Đó, cái chỗ mà Hà chụp hình cưới đây nè, đây cho mọi người coi, qua bên này nè. Đây là bán đảo Sơn Trà, là chỗ mà cô dâu chú rể chuyên gia chụp hình cưới ở bên đó. Mẹ ơi, chỗ này là mình để áo phao nha mọi người. Mỗi một không gian như thế này. Rồi, nhà mình ở đây, cứ ngủ ở đây tắm đi con. Rồi, đợi mẹ chút. Anh thay đồ cho Ton nha. Sân khấu Hà nghĩ là mỗi năm họ sẽ có những chương trình biểu diễn các thứ này nọ. Mẹ ơi, mình ăn chơi. Ra biển hết. Ra núi nè, ra sông, ra núi nè. Mọi người ơi, hồ bơi này Hà vẫn thấy hơi nhỏ so với tưởng tượng của Hà nha. Nhưng được cái là design họ dùng cái không gian này để mà họ trang trí tiện với lại những cái tiện ích á. Anh ơi, hồ bơi thì không được to giống như cái chỗ khu nhà của dì Út. Ừ. Nhưng mà được cái tiện ích nó nhiều. Đẹp hơn nhiều thì đương nhiên là khu này nó phải đẹp rồi, khu du lịch mà. Rồi nè, thay đồ nha. Rồi em Ton ơi, nhà mình sẵn sàng để xuống hồ bơi chưa? Hồ bơi vô cực, nhanh lên. Ngồi cái này nó bị vướng những cái cổ, nó khó chịu cô chú. Rồi, chọn xong đồ cho anh ơi. Ủa, đó là ghế để ngồi đó con ạ. À, xuống mày đi ra con, đi ra. Ghế để ngồi uống rượu rồi đó. Đây nè cô chú nè, có cả cái quầy rượu đây nè.
cho ba cho con nó tắm nó bơi rồi đó mọi người. Anh ơi sâu mấy mét á? Mọi người nhìn ra phía kia là biển sương mù. Để hai cho con su mì bơi qua bên kia đi mọi người. Su mì á, trời trời trời, bà khoái chí quá chú ơi, bà bơi. Tên gắn vô. Có khoái hả? Khoái lắm luôn, không lạnh nha. Đâu đâu chỗ nào? Từ nước, từ chỗ mà nó xả ra thì nó sẽ ấm. Trời ơi cô chú ơi, người ta đi bơi là người ta bơi chỗ xa kia, còn ba cha con nhà này rút vô cái chỗ mà xả nước nóng á mọi người. Nhiệt độ ở đây là sẽ tầm 28 đến 30 độ nha mọi người. Anh ạ, à, chỉ có 28 đến 30 độ. Ủa sao anh không ngửa ra cho con giống xương mì kìa thế? Đi đi qua bồn nước nóng con ơi, nhanh xương mì. Mọi người ơi, cái view đây nó quá là đẹp luôn á cả nhà. Con gái Sumi đây, lên 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 lên. Sumi sẽ xuống bể nước nóng này ngâm nha mọi người. Có bấm sục đi, anh bấm nút sục á. Đây là cho mọi người coi là bể ngâm đang có nhiệt độ là 37.7 độ C. À, giống như cái bể hôm qua anh với Sumi ngâm. Là sẽ bằng nhiệt độ cơ thể mình á. Anh bấm nút sục đi, nó có cái rồi rồi ra rồi đó. Ủa ai bấm vậy anh? Nó tự sục hả? Sumi bơi đi, sụp đi. Ô, ô, ô. Phải không? Ba cho con nhà Sumi chơi hết cái hồ này. Cái hồ này là hồ tập thể mọi người ạ. À, nhiều người ngồi lắm nhưng mà giờ có ba cha con nó ngồi thôi à. Phải không con? Nước ấm đã lắm. Sô mày đúng. Ba cha con sô mì đâu bố ơi? Trời ơi ba cha con nó vô ngồi ấm kê luôn đó mọi người ơi. Hà không có tắm. Rồi bây giờ nhà Hà sẽ trải nghiệm ở đây khoảng 15 phút nha mọi người. Xong tình hình là mình sẽ đi về phòng để lấy đồ để check in, à check out ra chứ Hà xin lỗi. Check out để trả phòng á cả nhà. Xong mình bỏ xà bông lên cho bố. Anh ơi, sặc nước con. Khi nào lên bờ nói em lấy khăn nha. Khi nào lên nói em lấy khăn. Cô chú nhìn thấy không? Cái cảnh đàn ông đi du lịch nó khổ lắm. Trong con này, vợ với con nó nằm kia. Đấy cô chú thấy không? Đấy, còn mình thì đấy, con khóc. Một lách hai con lại còn thêm một vợ nữa đây. Ôi ban ngày ở đây nó đẹp ghê đấy mọi người. Ủa vợ quay cho mọi người được ở bên dưới chưa? Rồi. Đấy, này. Hai bố con ngắm biển ở đây nha. Này, con tôn trọng bà cô chú đặt cái quay nằm xuống đây cho nó giống người hưởng thụ cái quay. Mày cứ bắt tao phải khó thế nhỉ? Nha, này nè, đấy cô chú thấy không, nằm ở đây cà phê không có, thuốc lá không có, đấy người đàn ông như thế này á tiệt chủng từ lâu rồi, không rượu chè, không cờ bạc, không gái gú, không hút chích. Thôi. Đập cái tàn thuốc cái ra mấy trăm nghìn đấy con ạ. Đập cái tàn thuốc cái ra là chết bố đấy. Trẻ con đứa nào nó cũng thích nước đấy mọi người. Thế nên trời ơi giữ được mấy đứa này cực lắm. Thôi chắc không vô trong nhà đây. Nằm đây không có tí hưởng thụ nào. Dầu ơi. Chắc là hai vợ chồng phải thu xếp sang kia bán một căn nhà xong về đây mua đấy một phòng chung cư ở đây thôi mọi người. Sông hơi muối nè, đó. Nhà Hà thì chưa có được trải nghiệm cái sông hơi luôn. Mới có tắm cái suối nước nóng này thôi. Mọi người có thể ngồi đây tắm nè. Ôi, biểu tượng cây phong, lá phong của Canada đây cả nhà. Đó, suối nước nóng thì bên này có một suối này giống kiểu là hồ cá nhân vậy đó. Giống kiểu mình muốn thì mình vô đó ngồi, còn không thì mọi người có thể tắm dọc cái con suối này luôn mọi người ạ. Họ thiết kế y như kiểu bên Nhật vậy đó.
Đây cái phòng nè. À bên kia có phòng xông hơi khô nữa nha mọi người. Cái nhà đó phòng xông hơi khô, nhà không trải nghiệm được tại vì không có đủ thời gian á mọi người. Hẹn Đà Nẵng vào một dịp khác thôi. Hôm nay nhà chị lên trên này chụp hình các kiểu à. Ông chồng của mình á check out ra thấy là ông điên với mình, ông xì stress xì nát gì với mình, ông quát mình mọi người. Nói yêu mình thương mình mà quát mình. Ông này nè, chính ông này nè. Đây cô chú này. Xuân Mì chơi mấy ngày ở đây mệt lử ra luôn rồi. Anh To này chưa có biết mệt là gì hết á mọi người. Rồi, nhà Hà đi ra đi về á, thì bắt đầu người ta mới vô rất là đông luôn cả nhà. Phiếu gửi hành lý của Hồng Hà đây mọi người. Hồng Hà check out ra sớm á, thì mình đi ra đây mình chơi, mình chụp ảnh ở đây nè. Rồi lát nữa mình sẽ quay lại lấy hành lý sau. Đứng ở đây ngắm ra đèo Hải Vân, với lại bên này đèo Hải Vân nha mọi người. Còn mọi người nhìn chết qua bên này là bãi biển Nguyễn Tất Thành, xong qua kia là bán đảo Sơn Trà đó. Nhìn cảnh đây thấy đẹp, mọi người họ xây chỗ này lựa cái vị thế ở đây rất là ok luôn. Đi vô đi con. Sao ở chỗ của bà nội con không có được đi bơi? Đồ gì con? Cái đồ làm. Cái bàn tranh cát này đặc biệt ghê luôn mọi người. Ở đây họ có mấy cái bàn này nó vẽ theo anh nghĩ nó đi theo đường cũ đúng không? Nhìn nè, dân đi người ta đặt ở giữa xong mà chạy cái là nó cứ chạy đi theo. Nó cứ chạy theo mấy cái đường có sẵn hả? Anh nghĩ là lịch trình của nó là ở dưới cái này xong rồi. Đây nè, điểm xuất phát của viên bi nó ở đây rồi cả nhà. Ví em. Cả nhà ơi, cho Su Mì một cái trải nghiệm nữa cho những em bé nhỏ ở đây nha mọi người. Con gái ơi, sau này lớn con gái nhớ bố mẹ nha. Bố mẹ cho Su Mì trải nghiệm mà. Em ơi, cứ đưa lên mà miệng nó cắn hả? Đưa lên là nó cắn rồi. Đây không? Trả tiền cho chú chưa? Cháu có cãi thì anh mẹ cãi. Con kêu gần vô để cho con gần ăn. Bố đứng nhớ. Con kinh. Con sợ hả? Con sợ. Kinh rồi. Ủa sao tan sợ rồi, chị sao anh chuẩn chị hai nhá. Hai đưa đi. Đưa xa vô con mấy con. Đó. Ôi. Con này ăn rồi nhưng mà chưa. Chú đưa Su Mỹ lên để chụp hình nha. Bám vô con, bám chắc nha. Bố Hùng đứng xa để mẹ chụp. Anh đứng ra. Mọi người cho ngựa ăn nè, rồi lên ngựa chụp hình nè. Cảm ơn chú đi con. Cho ngựa ăn đó mọi người. Xong là mình được chụp hình với nó nè. Đó. Ủa không biết cái em nó đâu rồi ta. Cái chú nó nhiệt tình lắm cả nhà. Ngựa đẹp ha. Bạch mã. Em Ton sợ ngựa. Em Ton khóc luôn á. Xuân Mì biết không? Nãy chụp hình á. Em Ton nãy cho ngựa ăn. Em Ton khóc luôn á. Xuân Mì có sợ không? Dạ không. Đây này mẹ cài lại cái áo cho kìa. Cái dây áo này bị bung. Là phòng xông hơi muối nè. Đó. Nhà Hà này chưa có được trải nghiệm cái xông hơi luôn. Mới có tắm cái suối nước nóng này thôi. Mọi người có thể ngồi đi tắm nè. Ôi, biểu tượng cây phong, lá phong của Canada đây cả nhà. Đó, suối nước nóng thì bên này có một suối này giống kiểu là hồ cá nhân vậy đó. Giống kiểu mình muốn thì mình vô đó ngồi, còn không thì mọi người có thể tắm dọc cái con suối này luôn mọi người ạ. Họ thiết kế y như kiểu bên Nhật vậy đó. Đây, cây phong nè. À, bên kia có phòng xông hơi khô nữa nha mọi người. Cái nhà đó phòng xông hơi khô, nhà không trải nghiệm được tại vì không có đủ thời gian á mọi người. Hẹn Đà Nẵng vào một dịp khác thôi. Không được, em Ton đòi xuống. Mẹ, cho em
Thôi. Mẹ là cây nó xanh chứ. Đi qua đây. Mẹ là cây nó xanh nè. Ủa. Gì vậy? Sumi treo được vài bộ đồ lên đây rồi nè cả nhà. Sumi thì mới treo được hai cái váy đó, công chúa của cô chú á, váy còn chưa xé mát luôn nè. Rồi mang hai cái váy này đi để mặc, để chụp hình sống ảo ở đây nè cô chú nè. Đó, bây giờ thì Hà sẽ dắt mấy bé nhỏ xuống hồ bơi trước. Đây, mang giày cho mấy anh chị, rồi mang cho hai đứa nó hai cái nón. Giày búp bê cho Sumi, mang mỗi đứa hai đôi giày. Mọi người ơi, bây giờ thì sẽ dẫn ông bà cô chú đi vô cái khu vui chơi của trẻ em nha. Mọi người thấy ở đây họ đã trang trí không khí Tết rồi nè. Cái này nụ tầm xuân nè. Đây, khu vui chơi thư giãn trẻ em. Mình sẽ gửi anh gửi giày dép vào đây đúng không anh gửi đi, gửi giày dép đi. Chỗ này chắc là để ngồi chơi, mấy phụ huynh với em bé ngồi chơi ở đây nè cả nhà. Có mấy cái bàn. Lần đầu tiên ở đây có ghế massage cho phụ huynh nè. Trên 75cm là trả bao nhiêu tiền em ha? Dạ, trên 75cm thì em tính người bé là 50.000, còn dạ, người lớn là 20.000. Người đầu tiên thì bên em miễn phí, người thứ hai bên em. Ok, chị biết rồi. Ông bà cô chú ơi, to nó nóng quá rồi, chắc phải cởi cho cái áo này ra cho anh chạy. Bố ơi gì? Thôi con ạ, tốn tiền. Mọi người có tin được không? Nguyên cái khu ăn, nguyên cái khu này có mỗi mình nhà Hà. Khách VIP. Không phải, nhà Hà đi cái mùa, cái thời gian này là đêm rồi mọi người ạ. 8 giờ tối rồi, không có ai đó, to một mình nơi xứ người hả con hả? Mọi người ơi, bây giờ bố Sumi với Sumi bắt đầu đánh nhau nè. Đánh nhau nè, đánh nhau đi. anh chết rồi. Chết rồi. Mọi người, mày có sao không? Con mắc kẹt đây rồi. Sumi. Sumi khỏe quá. Toàn nó khoái chí nên đã vô chơi này bố này. Toàn chơi nóng quá lột đồ luôn rồi cô chú ạ. Sumi vui không? Được không? Sumi biết cách chui không? Nãy là một hiệp là bố Sumi thua rồi nha. Sumi phải bám vô. Sumi. Con phải đeo dây an toàn vô, đúng rồi. Rồi xong con bám vô hai cái sợi bên kia, đúng rồi. Sumi quá thông minh luôn. Xem lần này ai thua nhá. Giờ cả nhà mình chơi cái trò này nha. Bố Sumi chào thử coi anh có chào nổi không. Sumi chỉ có khoái leo lên. Wow, ghê ta. Toàn sướng, toàn bắt trước kìa. Anh ơi, đỡ nè. Anh tới trên. Anh ơi, anh cố tình để cho nó trượt xuống, hiểu anh hiểu chưa? Nó cao quá, không leo lên được nữa thì anh phải cho nó xuống. Rồi, anh ơi, nếu toàn có chơi được không? Toàn đi ngược thôi. Toàn đi ngược không à? Lên đây nè con. Đây là cả nhà, nhìn cô chú, ông bà cô chú coi nè. Anh coi không, cái con bám chắc vô, bám vô cái cây đó ra đi. Anh phải giữ bên cạnh á, nhát chết á.
chị hai dài gấp đôi em. Ôi anh này to ăn gì kia? Con moi moi cho miệng em ra coi. Con moi cho miệng em ra coi em ăn gì vậy? Anh ăn cây bút màu. Anh ơi. Hả? Đúng rồi, dạ rồi. Trời chị hai yêu ghê, chị hai biết chăm sóc em rồi đấy. Lấy ra hả? Lấy ra chưa? Moi ra chưa anh? Rồi. Cả nhà ơi, trời ơi, vô trong này nó thiên đường đồ chơi, có một mình nhà Hà chơi chơi chán. Su mì cứ đợi. Ok. Ừ. Anh cần gì anh đặt để cho con nó tự nó vô chứ. Ủa là cái xe đi như thế nào con? Đâu con đi cho mẹ nhìn coi. Ồ, Su mì hay quá. Su mì hay quá, Su mì thông minh nhỉ. Nãy giờ em cũng nghĩ là em nói ủa làm sao để cái xe nó đi được mà Hà chưa nghĩ ra. Thì con gái Su mì đã nghĩ ra rồi. Nè ông bà cô chú nhìn Ton nè. Ton cũng biết đi nè, ông bà cô chú nhìn nè. Nè, nhìn Su mì đi nè. Đó, thấy không? À, hay quá anh hả? Mà Su mì đi giỏi không? Đúng rồi. Anh cũng đi cái ông tự nó gãy á. Cái xe này người lớn không ngồi được đúng không em? Nó gãy đúng không? Cũng anh chị mình, chắc chị ngồi được. Dạ. Đây mọi người Hà hỏi xin phép được ngồi rồi nha. Không được, em Ton đòi xuống. Thôi. Mẹ là cây nó xanh chứ. Đi qua đây. Mẹ là cây nó xanh nè. Ủa. Thôi đúng rồi, Su mì đi. Đấy, Su, cô chú này, Su mì mới là tay đua cừ khôi này. Đấy, rồi bây giờ rúc vào tường, Su mì cũng không lão ra được cơ, tay đua gì mà chỉ biết đi thôi. Còn hai con rùa này. Nhà Hà sẽ ra tắm hồ bơi ngoài trời. Hồ tắm nước nóng nha, Su mì đi theo bố với em đi con. Hồ tắm nước nóng 35-37 độ nha cả nhà. Ở đây có quầy mì gói với lại đồ ăn. Đỡ Ton anh ơi, đỡ Ton. Có, trên đó là bể sục nước nóng luôn anh. Su mì đi theo bố thì không ngã nha. Hà dắt mọi người lên trên này nha. Tại nhà Hà đi buổi đêm á mọi người. Cho mình con xuống luôn đi. Con không cần phải đợi bố đâu, con xuống đi. Con biết tắm vào đâu, con biết tắm vào trên. Đó, thích không? Buổi tối sẽ đã không cả nhà? Ấm không ạ? 35-37 độ mà. Mày xuống đi con. Anh ơi lên trên cao này luôn nè cho đã nè. Không, nó không sâu đâu con, đi xuống thoải mái. Ấm không? Hà đang đi buổi đêm á mọi người ạ. Hà từ bữa giờ Hà vô đây á, từ cái hôm Hà vô đây em thấy 80% là người Nhật luôn á. Người Nhật. Anh ơi cho con ngồi xuống cho ấm đi, tự nhiên anh bé con vậy. Hả? Cho con nó xuống cho nó ấm là trên gió. Mọi người ạ, nhà Hà từ trên giờ leo xuống dưới rồi. Gió đó anh ơi, cho con xuống nước đi. Xuống nước nó mới ấm hơn. Ấm không? Ấm. Mang đồ bơi khi xuống hồ nha, cả nhà nha. Ôi trời, ông Ton. Sao vậy? Uống đầu xuống nó uống. Nước hồ trong xanh lắm cả nhà, ấm. 35-37 độ. Đấy, có cái bọt nước không uống. Đừng cho uống nước anh dơ. Ôi, kháng vập đầu vậy. Đang mưa luôn á mọi người ạ. Nhưng mà đứng trên này có cái mái hiên nè. Cô chú nhìn nè, đó, có cái mái này thì không có bị mưa. Đó, Su mì bơi đi con. Su mì bơi đi con. Này nó cũng đâu, Su mì đâu bơi được. Phải hồ sâu Su mì mới bơi được. Ngoài thôi. Kìa, sao con nó cứ sao Ton nó cứ cúi xuống uống nước vậy? Ờ, cái thằng
Anh cho nằm ngửa ra. Hai đứa con. Sao mày đi xa ra kia con? Đây này, cho mọi người một vòng cho mọi người ngắm ở đây nè. Ở kia có mấy chị đang bơi nên mình né né chút nha. Đó. Chú ý có bậc thang nè. Phải đeo con cao. Đây, cổ con đấy em. Thế nó là cái hành à, ngay quá ở bên dưới nhưng mà nó đông quá à. Công nhận đi mùa này thích ghê mọi người. Có chỗ nào nó cũng đỡ đông á anh. Chứ bình thường đông lắm. Chú ơi, nhà mình vừa mới xuống sân bay Cát Bi mọi người. Chiều về thì bay hãng Vietnam Airlines. Thì có một cái tiện á là người ta đưa hết, người ta giữ hết cái xe đẩy đi cho mình nè. Ra là người ta đưa luôn cho mình tận tay, không cần phải chờ đợi để lấy. Bây giờ nhà Hà sẽ lên xe đi về nha. Ở đâu rồi anh? So với Vietjet thì Hà thấy Vietjet thì là mọi người book khoảng khoảng 3 triệu ha. 3 triệu 2, còn mọi người đi Vietnam Airlines khoảng 4 triệu 2. Thì nhà mình đi 4 người đó, 3 vé, ton thì phụ phí máy bay thôi. Giờ mình bỏ đồ lên xe. Xuân Mỹ lên xe ngồi nha. Mẹ Hà sẽ bế em Ton vô. Chắc buồn ngủ lắm rồi cô chú nè. Mặt này là buồn ngủ lắm rồi nè. Mặt em lúc nào trong trạng thái buồn ngủ. Ông nội nhớ Ton đâu ông nội. Mọi người ơi, về đến nhà rồi nè. Đi lên thắp hương nè. Ông mình nội nhớ em có khóc không nào? Ông xem. Dạ. Nhà Hà về rồi mọi người, ông bà với cụ lên. Ai lên cũng háo hức chờ hai cục này. Ăn nước sữa thì không ăn. Ông nói chuyện với cụ đó ạ. Nói sao? Nói sao? Cụ hòa tay thế. Ôi ôi ôi, đòi leo lên. À tức là cụ giữ cũng không cho nó đi. Thế là nó chạy ra nó mát mát mẹ. Cụ treo, cụ treo đó. Ôi, nó khỏe đấy mẹ. Đây, rồi, ai cũng đang chăm chú để xem. Ôi ôi, đứng lên luôn ạ. À. Đây người nhà Hà về mà vali hành lý vẫn còn đây. Ồ anh vạ rồi thôi nội ơi. Anh vạ vào góc kia. Dạo này có cái điệu anh vạ buồn cười với mẹ nhỉ. Chưa. Không, nó không phải nó bé đâu. Biết đòi mọi người, biết đòi. Ai, có một cục cưng mà cả nhà bao vô, su mì chạy mất tiêu rồi. Cái thằng này là nó không phải là nó chơi đâu ạ. Mà nó cứ mày mò, nó cứ phá phát cái gì chứ. Cái tuổi này nhưng nó chưa biết chơi thì phải. Cái này nó chơi rồi. Cái cụ cho con đi thử xem là hắn có thích không nè. Nó khoái mà. Cái này chắc nó có quả. Không. Tại sao nó cứ ấy rồi đấy. Đây, nhập bên con nhập bên. Ôi anh không được thì cái máy tính vào. Đi 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 đấy, cho chỗ cho con đi đấy. Nghịch đi, nghịch đi. Ờ. Đi cái kiểu gì vậy? Đâm vào đó. Ôi trời. Đây cơ mặt. Nó còn thích lách vào những cái chỗ nhỏ hẹp chân ra làm sao? Ôi ôi ôi. Thế
chứ lại hết trò chơi. Hết trò, ôi hết trò chơi rồi con ơi, cô chú ơi. Rồi coi. Cho ông nội khui ra cho to nè cả nhà ơi. Hà mua về cho cụ với ấy cho. Không. Có thắp hương trên cụ cái bánh để mua ăn sáng. Không rồi, không cái này là mấy cái này là lúc đầu là tính là tại vì biết là chú Quân thích ăn vạt, mua nhiều mà chú Quân ăn một tí. Còn cái này là biết là ông nội thích ăn rồi. Cái này chắc đậu phộng. Mày bỏ tay ra con. Đây mọi người, cái này bố thích ăn không bố? Không, bố thích ăn cái này này. OC vị táo biển, snack đậu phộng. À cái này ngon bố này. Cái này là ngũ cốc đậu, các loại đậu. Cái này là snack nhân đậu phộng nè. Bánh gạo nè. Bánh gạo này nè cả nhà. Đây là bánh cu đơ đó hả anh Hùng? Bố là khoái bánh cu đơ. Ngô nếp sấy giòn nè mọi người. Bánh chip bô, bánh trứng nè. Sau những ngày đi chơi thì bây giờ Hùng Hà về nhà, cảm giác cũng thấm rất là vui vẻ và ấm cúng mọi người ạ. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip ngày hôm nay nha. Hẹn gặp mọi người vào những video ngày mai.